Dạ con không biết do ác duyên từ kiếp nào mà khi con nghĩ tưởng về một người đó hay gặp họ, con lại trỗi tâm sân và đố kỵ lên. Con muốn hỏi hai sư là nếu như con chỉ dừng lại ở tâm rồi cố quên họ đi chứ không chuyển hóa nó thành hành động làm hại gì người ta thì con có mang tội không? Và con cũng mong được hai sư chỉ bày cho cách chuyển hóa cái tâm xấu này. Khi mà mình gặp những cái cảnh mà nó chướng tai gai mắt thì nó sẽ là duyên để cho tâm sân sân khởi, tâm đố kỵ. Thành ra là bây giờ phải làm cái gì? Thứ nhất là mình, nếu như mình có tu tập thì mình chỉ dừng cái tâm đó lại ở trong tâm nó vừa sanh khởi, mình phát hiện nó ra ngay và mình loại bỏ nó. Thì như vậy cái nghiệp bất thiện nó vẫn sẽ có nhưng mà nó rất nhỏ nhặt và mình không có phải đáng để lo lắng. Thành ra là thứ nhất cái đó thì mình cứ yên tâm ha, đừng có lo. Trường hợp thứ hai, cái câu hỏi thứ hai quý vị hỏi là bây giờ phải làm sao để chuyển hóa, thì quý vị phải nên tu tập tham dự các khóa thiền để có một cái liệu trình tâm lý, liệu trình chữa trị tâm lý để mình có cách mình buông bỏ, có cách để mình tu tập, có cách để mình rèn luyện tập. Như vậy nó sẽ tốt hơn. Còn bây giờ thì thứ nhất là mình tránh né. Trước khi mà mình có thể tham dự được các khóa thiền thì mình có thể tránh né. Biết là mình gặp cái người đó là mình sân thì mình tránh đi, đừng có gặp. Biết gặp người đó mình ganh tị thì tránh đi, đừng có ganh tị. Biết mình phải đi vào cái trường hợp nào mà mình nóng giận rồi, hoặc là mình ganh tị thì mình tránh những trường hợp đó. Mình phải biết phòng hộ. Giống như một người biết mình bệnh thì hạn chế ra gió, hạn chế đi đến những nơi mà làm cho bệnh của mình nó trở nên nghiêm trọng. Rồi cái cách thứ hai là mình kham nhẫn. Bỏ. Bỏ. Nhớ, kham nhẫn là mình phải bỏ. Buông bỏ, như quý vị nói là cố quên. Đó cũng là một phương pháp tốt. Thì ráng tiếp tục thực hành như vậy. Còn muốn tiến thêm nữa thì sư có lời khuyên là nên tham gia các khóa thiền để mình có cách rèn luyện tâm của mình.